Xin chào tất cả anh em Philnoi. Ngày hôm nay là một ngày rất là vui của mình, nữa lại được đi sự kiện của Samsung. Nhưng mà điều đặc biệt đó là sự kiện này diễn ra ở Việt Nam. Và ngày hôm nay là ngày 14 tháng 8. Và là ngày công bố chính thức Note 9 ở Việt Nam. Công tác chuẩn bị thì cũng đã rất là xong rồi. Các bạn thấy được mình đang đứng ở gần như là ở tận cùng của một phía căn nhà, và kia là ở bên kia là hết cả một cái dãy tầng này. Đây là Jam Center. Ở phía bên trong mình đã chuẩn bị xong rồi, nhưng mà mình chưa được phép quay. Tí nữa mình sẽ quay cho các bạn. Ở phía bên trong cực kỳ là đẹp, ánh sáng, đèn, rồi cách bài trí sân khấu, có rất là nhiều thứ đang diễn ra và mình cảm thấy cực kỳ tuyệt vời. Mình sẽ cho các bạn xem một vài cái cảnh xung quanh nhé. Đầu tiên đấy là bọn mình sẽ được có nước, rồi có trà, có bánh, có rất là nhiều thứ được chuẩn bị ở đây để cho giới truyền thông, chứ không giới truyền thông cũng giới giống như là KOL rồi các đối tác của Samsung ở Việt Nam lễ ra mắt siêu phẩm Samsung. Thứ này thì rất là đông các anh chị, có cả ca sĩ, diễn viên này kia đang đứng ở phía bên này. Nên là thôi, mình ra đấy hơi ngại, tính mình vẫn hơi ngại. Các anh chị ấy không biết là sao mình sẽ đứng ở phía bên này chỉ các bạn phía bên kia thôi. Hello anh em, bây giờ thì mình đi sự kiện và mình ngồi cạnh người của em tiếp, anh Cam Vít. Chào đi người. Hai anh em ngồi, tự dưng có chuyện tám. Sự kiện của Samsung rất là ok các bạn ơi. Anh Cam Vít, anh thấy sao? Sự kiện của Samsung như nào? Lâm lanh, lấp lánh. Ủa anh chồng là có hợp mình. Lấy như chó ấy. Rồi hai đứa mình cười, người ta ngồi nghiêm túc như đấy giờ. Ok, chương trình sắp bắt đầu rồi, nhưng mà đằng sau này rất là nhiều sao anh nhỉ? Đằng sau nhiều sao, không biết là đèn đủ kiểu. Mình cho các bạn xem sân khấu đẹp cực kỳ, nhưng mà chưa diễn ra. Rất là nhiều ca sĩ rồi diễn viên rồi các thứ nổi tiếng. Anh ơi, và nghe mình tí nữa cầm cái điện thoại về xem. Cái gì vậy phần ông? Cái tí này ai đây? Quá tuyệt vời. Đẹp hơn cả bên New York các bạn ơi, quá đẹp. Xin mời quý vị, những người đầu tiên
chiếc tay những siêu bóng của giải thi đấu Giao Sư Galaxy Note 9 tại Việt Nam. Thế là anh em vời các bạn ạ. Lễ ra mắt ở Việt Nam đúng là kiểu thuần phong mỹ tục, làm hoành tráng và tuyệt vời hơn ở New York rất nhiều. Ngồi đây mới cảm nhận được sự khác biệt. Đúng là cứ về ta tắm ao ta, tắm xong dù đồng bao nhà vẫn hơn. Anh Karik có vẻ hào hứng, không biết là anh Karik cầm về luôn.